Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin mới nhất về kỳ World Cup năm 2022 và sau đây là những thông tin chi tiết. Phản ứng của huấn luyện viên Qatar sau trận thua Ecuador. Thua đội tuyển Ecuador 0-2 vào tối ngày 20 tháng 11, ông Felix Sanchez mong học trò cải thiện màn trình diễn ở những trận đấu tiếp theo để đáp lại tình cảm từ người hâm mộ. Chúng tôi chỉ muốn chúc mừng đối thủ, họ xứng đáng giành chiến thắng. Qatar còn rất nhiều điều cần phải cải thiện. Chúng tôi đã không vượt qua được áp lực tâm lý và có một khởi đầu tồi tệ. Tờ Daily Mail dẫn lời phát biểu của ông Felix Sanchez. Với tư cách là chủ nhà World Cup, Qatar có màn chào sân gây thất vọng khi thua toàn diện trước đội tuyển Ecuador. Đại diện châu Á không cầm nổi bóng, thậm chí không có một cú sút trúng đích nào trong suốt 90 phút thi đấu. Ở bên kia chiến tuyến, Enny Fancia giao sở cho người hâm mộ bằng một cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp 1. Ở lần đầu bước ra giải đấu tầm cỡ thế giới, đoàn quân của huấn luyện viên Sanchez không tránh khỏi việc bị khớp. Họ thực hiện hỏng nhiều tình huống đơn giản khiến cổ động viên mất kiên nhẫn. Trả lời về việc cổ động viên bỏ về sau trận đấu còn chưa kết thúc, chiến lược gia người Tây Ban Nha cho biết: "Chúng tôi cảm thấy được ủng hộ và hy vọng điều này sẽ vẫn diễn ra ở những trận đấu tiếp theo. Tôi biết thất bại là điều khó chấp nhận, nhưng đội tuyển Qatar sẽ cố gắng rút kinh nghiệm từ ngày hôm nay. Chúng tôi tự tin sẽ làm người hâm mộ tự hào hơn ở những trận đấu tiếp theo." Trong khi đó, huấn luyện viên của đội tuyển Ecuador, ông Gustavo Alfaro, dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần của học trò sau khi bị tước bàn thắng ở ngay phút thứ 3. "Quyết định của VAR đã ảnh hưởng đến tâm lý của chúng tôi. Thậm chí, các cầu thủ còn không hiểu điều gì đang xảy ra khi trọng tài kiểm tra lại bàn thắng. Dù vậy, Ecuador vẫn kiên trì gây sức ép và thu về bàn thắng không lâu sau đó. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra ở tình huống việt vị của Michel Estenda, nhưng khi xem lại đoạn video từ công nghệ bắt việt vị bán tự động, tôi nghĩ cậu ấy cần làm gì đó với móng chân của mình." Ông Alfaro bông đùa. Thất bại trước đội tuyển Ecuador khiến Qatar khó vượt qua vòng bảng bởi hai lượt đấu trận còn lại. Họ sẽ phải chạm trán với Hà Lan, đội tuyển đang đứng thứ hạng 8 trên thế giới, và Senegal, nhà đương kim vô địch châu Phi với dàn sao đang thi đấu cho các câu lạc bộ hàng đầu ở châu Âu. Như vậy, đội tuyển Qatar trở thành chủ nhà có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử World Cup. Thất bại 0-2 của Qatar trước Ecuador vào tối ngày 20 tháng 11 là lần đầu tiên trong lịch sử một đội chủ nhà để thua ở trận ra quân World Cup. Từ khi FIFA để đội chủ nhà World Cup đá trận khai mạc từ năm 2006, chưa có chủ nhà nào phải nhận thất bại cho đến khi Qatar gặp đội tuyển Ecuador. Xa hơn, trong lịch sử 92 năm của World Cup, chưa đội chủ nhà nào để thua ở ngay trận ra quân tại giải đấu. Chính vì thế, nhiều người hâm mộ Qatar đã bỏ về khi đội nhà bị Ecuador dẫn 2-0 ở trận khai mạc World Cup năm 2022 diễn ra vào tối ngày hôm qua. Đội chủ nhà Qatar nhận bàn thua thứ hai ở phút thứ 31 sau cú đánh đầu tuyệt đẹp của Enny Fancia trong thế không ai kèm. Fancia chính là tác giả bàn mở tỷ số đưa Ecuador dẫn trước ở phút thứ 16. Đây cũng chính là thời khắc tuyển Ecuador khiến tinh thần của chủ nhà Qatar sụp đổ hoàn toàn. Trong lần đầu tham dự World Cup, đội bóng Tây Á đã tỏ rõ sự yếu kém về trình độ lẫn tâm lý thi đấu. Khi chứng kiến các cầu thủ chủ nhà tấn công vô vọng và yếu ớt, nhiều người hâm mộ lộ rõ sự chán nản trên khuôn mặt. Cả trận, đội tuyển Qatar không sút nổi một cú sút trúng đích. Với trận thua chung cuộc 0-2, cuộc thuê trò huấn luyện viên Felix Sanchez trước đội tuyển Ecuador đánh dấu kỷ lục buồn với các đội chủ nhà World Cup khi Qatar là đội chủ nhà đầu tiên để thua trong trận khai mạc World Cup thế giới trong lịch sử. Không chỉ có cổ động viên bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc, mà BBC cũng quay lưng với lễ khai mạc World Cup. BBC đã bỏ qua lễ khai mạc World Cup năm 2022 để phát sóng một chương trình khác. Khi chính phủ Qatar quyết định chi hàng triệu USD cho lễ khai mạc World Cup với sự góp mặt của những ngôi sao như Morgan Freeman, Jungkook, BTS và hàng trăm nghệ sĩ biểu diễn, có lẽ họ hy vọng đây sẽ là thời điểm truyền thông toàn cầu tập trung vào bóng đá hơn là những vấn đề nhân quyền. Điều họ không ngờ tới là đài BBC đã bỏ qua toàn bộ sự kiện. Đây chính là kỳ World Cup gây tranh cãi nhất. Thay vào đó, nhà đài phát sóng một chương trình chỉ trích cách đối xử với lao động nhập cư, người đồng tính ở Qatar và nêu bật nạn tham nhũng tại FIFA. Đây chính là kỳ World Cup gây tranh cãi nhất trong lịch sử, dù chưa một quả bóng nào năn, người dẫn chương trình Gary Lineker của BBC nói hôm 20 tháng 11. Kể từ khi FIFA chọn Qatar vào năm 2010, quốc gia này đã phải đối mặt với một số câu hỏi lớn,
Từ cáo buộc tham nhũng trong quá trình đấu thầu đến việc đối xử với những công nhân nhập cư đã xảy ra cuộc xây dựng các sân vận động. Đồng tính luyến ái là bất hợp pháp ở đây, ông Lincoln nói. Trong bối cảnh đó, một giải đấu sẽ được tổ chức, một giải đấu sẽ được xem và thưởng thức trên toàn thế giới. Như FIFA nói, hãy tập trung vào bóng đá. Chúng ta sẽ làm điều đó ít nhất trong vài phút, ông nói thêm. Theo sau đó là những dữ liệu bóc tách, các thủ đoạn chính trị và tham nhũng để đưa vào những cầu thủ giỏi nhất thế giới về tỷ tựu Doha giữa mùa đông châu Âu. Trong chương trình của BBC, ngay cả những cựu cầu thủ đến phân tích trận đấu cũng đã phá vỡ định kiến rằng chính trị và bóng đá nên tách biệt. Chẳng hạn, cựu tuyển thủ Anh Felix Scott đã chế nhạo người đứng đầu FIFA, ông Gianni Infantino, vì ông Infantino nói rằng bản thân đồng cảm với những người lao động nhập cư và chi phí tham dự World Cup. Ông sẽ không bao giờ biết trở thành một công nhân nhập cư là như thế nào. Đừng tiếp tục nói bóng đá dành cho tất cả. Không phải như vậy, Scott chia sẻ. Cựu đội trưởng tuyển Anh Alan Shearer còn đi xa hơn. Nếu ông ấy đồng cảm với các lao động nhập cư và gia đình họ, Tổ chức Ân xá Quốc tế đã yêu cầu FIFA bồi thường chỉ hơn 400 triệu USD. Nhưng tại sao FIFA không đồng ý? Ông Siri hỏi. BBC từ chối giải thích lý do họ chuyển việc đưa tin về lễ khai mạc. Theo truyền thống là cơ hội để các nước chủ nhà thể hiện quyền lực mềm trên toàn thế giới sau một chương trình phát sóng riêng như vậy. BBC đã tạo ra một bức tranh trái ngược vào đêm khai mạc World Cup. Tại các quốc gia khác, khán giả nhìn thấy Tom Cruise, một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất thế giới, biểu diễn ca khúc mới với ca từ đầy cảm hứng. Hãy nhìn xem chúng ta là ai, chúng ta là những người mơ mộng. Chúng ta sẽ biến mọi thứ thành hiện thực vì chúng ta tin vào điều đó. Cùng lúc đó, khán giả của BBC đang xem người dẫn chương trình Rob Akis giới thiệu về cuộc phỏng vấn với Tổ chức Ân xá Quốc tế và tuyên bố: "Chúng tôi chưa bao giờ thấy một kỳ World Cup nào có lượng khí thải carbon như thế này trước đây." Cùng khung giờ phát sóng với chương trình của BBC, Andrea, kênh tin tức tổng hợp bằng tiếng Anh do chính phủ Qatar tài trợ, cũng có một chương trình điểm lại quá trình xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ World Cup năm 2022. Trong đó, kênh tin tức này thừa nhận một số lời chỉ trích với Qatar, song họ tập trung nhiều hơn vào những tiến độ đáng kinh ngạc trong việc xử lý cơ sở hạ tầng ở Doha. Như vậy, với những thông tin bên lề trên, Qatar đã trở thành chủ nhà World Cup có khởi đầu tệ nhất trong lịch sử World Cup.